Ngày 21 tháng 4, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, tướng Frederick Wayne, người cố vấn cho quân đội Việt Nam Cộng hòa tử thủ đã lên tiếng. Tình hình quân sự là tuyệt vọng. Sáng ngày 21 tháng 4, trợ lý của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu báo hủy tất cả các cuộc hẹn trong vòng 48 tiếng sắp tới của Tổng thống. 6 giờ chiều, Nguyễn Văn Thiệu mời tất cả các tổng trưởng trong nội các, tướng Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên, các thành viên Tòa án tối cao và các đại biểu Lưỡng viện Quốc hội Việt Nam Cộng hòa có mặt lúc 7 giờ tối tại Dinh Độc Lập. Đúng 7 giờ 30 tối, ngày 21 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu đọc diễn văn tuyên bố từ chức và đề nghị Phó Tổng thống Trần Văn Hương nhậm chức Tổng thống.